xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh bài thuốc siêu ngắn ha thì hôm nay thì mình tiếp tục là mình chia sẻ cho các bạn một cái bài thuốc trị bệnh tiểu đường bằng cái cây cháy nổ này nha mọi người thì dành cho những người bạn nào không biết thì các bạn xem kỹ nè cái lá của nó màu xanh và bông của nó là màu tím tím ha đó thì trước đó thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn một cái bài thuốc trị bệnh tiểu đường bằng cái hạt chùm ngay nha mọi người ha nhưng mà có một số bạn là đâu có kiếm được cái đó đâu thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái loại cây cho các bạn dễ tìm ha thì đây là cái cây trái nổ còn một số nơi thì người ta gọi là xăm tí tách thì khi cái trái nổ này nè nó đụng nước các bạn thì nó sẽ tách ra ha người ta gọi là xăm tí tách còn ở chỗ mình đó là người ta gọi là cây trái nổ thì cái cách mà sử dụng mà để trị bệnh tiểu đường đó, để mình chia sẻ nhanh cho các bạn ha thì ở đây bạn nhổ lên cho mình cái cây này ha nhổ lên thì ở đây mọi người sẽ thấy cái gốc của nó cũng như là cái rễ của nó nha đây nè các bạn lấy cái phần gốc cho cho mình cái phần trên ngọn mà lấy cũng được nó nhưng mà nó, nó sẽ không bằng cái phần gốc các bạn lấy cái phần gốc ha rồi các bạn đi phơi khô cho mình ha khoảng đâu là 25 gram các bạn rồi các bạn đổ cái nước nóng của mình vô để để cho nó nguội ha rồi mình uống như uống nước trà vậy đó thì cái lượng đường của mình các bạn thì từ từ thì nó sẽ giảm xuống thì trước đó thì mình cũng có ông cậu ông cũng bị tiểu đường đó các bạn cũng đi cũng mười mấy chấm á về cũng uống thuốc này nọ đó rồi sau đó rồi có bà cô hàng xóm chỉ cái cách này á, rồi ổng cũng uống từ từ thì cái lượng đường nó cũng giảm từ từ nha mọi người ha thì các bạn uống xong á, thì cứ hàng tháng như vậy là các bạn đi kiểm tra đường đi giờ đi kiểm tra đường thì tầm đâu khoảng đâu là hai 000 là người ta đã xét nghiệm được cái máu của mình là có bị nhiễm đường nó như thế nào rồi nó thì ở đây thì mình chia sẻ nhanh cho các bạn thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình là kênh của mình là chủ yếu là không có chia sẻ nhiều rầm rà vô thẳng cái nội dung chính luôn cho các bạn khỏi mất thời gian ví dụ như bây giờ là cứ lấy cái cây này nè lấy cái phần gốc rồi chúng ta đi phơi khô ha nó các bạn dùng tươi cũng vẫn được nữa nhưng mà kiểu như là mình lấy cái số lượng nhiều á thì mình đâu có thể nào mà ấy đâu thì do đó thì các bạn dùng khô cũng vẫn được lấy phần gốc này nè rồi các bạn đi uh, phơi khô rồi mình uống thôi mỗi, mỗi lần uống tầm từ 20 đến 25 gram thôi là được rồi rồi thì mình cũng xin được là mến chào ha hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình